trong mới dành cho vàng vỏ ngoài gỗ thì trong qua lên nhôm đúng là mình thấy cái cặp số lưỡi là một cái đầu rồi đó. Chào mọi người nha. Ở đây mình đi xem một cái con máy tin 1066 các bạn. Con này hàng gì đi các bạn nhé. À, các bạn thấy không? Đây là cái làm theo máy. Làm thêm theo máy vừa tháo ra để thử máy. Này 57 các bạn. Này 25. Chị qua Baro hay gì? Năm thì lấy 55 này được 55 mới luôn. Làm sẵn thành triệu mấy rồi đó. Ở đây có 55. Đó chút đỉnh đi đại ca. Nói đẹp giá anh thiệt á. Này con giả này là bên cửa hàng đang con đâu là 25 25 củ. Con này trông rất là đẹp. Thì mua em lúc nào em kiểm tra đâu nằm đẹp chưa. Cái này nhôm hả? Nhôm. Nó thằng đời nhôm. Lung linh gần như ngọc trinh. Nhưng mà nói chung giá này cũng hơi rẻ đó mọi người. Chứ anh nghĩ cái hàng hồng giờ hay còn phải 40 dám nữa. 40 bạc đúng không? 40 rồi gửi bên Lào bên kia về chứ không phải đây đâu. Phải đặt nha. Đấy rồi, nó ngấp luôn. Cái sao thì nó giống nhau, anh thích gắn cái vàng áo này vô trang nhau không có khác, gắn cái chụp vô bình thường. Là chứ cái màu mà nó khác hơn một tí thôi. Khác màu một tí. Khác vừa lắm cái màu mà đến nắp áo đây nè, cái tay cầm nè. Cái tay cầm này nó khác nè. Tay cầm mấy thùng nó trơn. Cái gì nó sọc. Phải bộ tôi bao gin anh mà họ kiểm tra không phải. Không đâu sợ nó bố vuông chứ. Không vậy. Cô vuông đời năm 19 mấy hàng thùng á nó mới có thôi. Cái này anh xài máy đó sao vậy? Tôi phải đo lột ra chứ. Lột chè xem chè mày chứ. Con yên nó tại giữa nó mượt rồi. Máy này chè chứ bác. Bao chè, chè tròn luôn. Em chưa động gì trong. Sợ trước người ta chè đi. Không, em ai 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 gọi anh chè luôn mà anh. Dạ. Cho mày mấy chè tặng không mình luôn. Con này em chỉ bỏ cái đầu ra thôi tại mình kinh doanh nồng. Con này nó để về là đẹp. Hôm bữa đấy còn xăng nhật về là giật nổ luôn á. Có cái lúc nào vừa coi thử chưa. Tiền thêm đồ mảnh của đôi. Còn 7 màu hết mà. Mày cái này họ thấy đi rồi sao? Sao? Mày nói ghi 100% hết mà anh. Anh coi hàng mới không bao giờ có miếng này hết. Nói thiệt luôn. Có hàng nghĩa đẹp mới có miếng ghi này thôi. Hiện nay dây nè. Dạ. Một tiền còn ghi nó luôn mà chưa có mòn nó thấy không? Nhìn này. Đúng. Nè, thấy không? Nhìn luôn. Tiền còn ghi. Chục tiền chứ nó hết. Đầu tiên đi. Nó hết rồi. Chợ nó nghỉ lâu. Nên bây giờ gắn lam vào để thử có tài nha các bạn. Có tài lắm. Như ở đây không có cái gì thử nhé. Nói chung con này giá 25 thì cũng hơi mệt đó. Cao, hơi mệt. Nhưng mà nếu mà anh em mua đi làm thì cũng Thank you.
bạn mình đang thử tiếng máy nha các bạn. Vừa rồi mình mới thử cái máy 066 ở trong tiệm nha các bạn. Ở trong tiệm mình không đánh giá được cái chất lượng máy vì là có người bán ở đấy, nhưng mà ở ra ngoài này thì cái máy ở đấy nếu mà cưa với tốc độ mà ít đó các bạn thì cái máy đó thì cũng sai cũng được, nhưng mà giá cả thì cũng hơi cao. Nói chung 25 triệu thì so với cái chất lượng máy hơi cao, vì cái máy này khi mà lắp làm sen vào thì dên không được êm, khi mà vào tải không được êm các bạn. Đấy thì bạn cũng thử máy đó thì không được êm nên mình quyết định không mua. Quyết định không mua cái máy này, cho dù là hàng 066 thì giờ cũng là hơi hiếm. Đấy, và đây mình hôm nay anh em mình đang đi lùng máy đây. Hello. Đang đi lùng máy để mua mua thêm 1-2 con nữa các bạn. Và các bạn đang xem kênh Cuộc Sống Từ Cưa các bạn này, live ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ kênh Cuộc Sống Từ Cưa cho các bạn nhé. Và bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc mọi người một ngày sức khỏe, hạnh phúc và thành công như các bạn nhé. Cái gì ạ?